Ba Phi chào lại tất cả anh chị em nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về một cái mô hình trồng dừa Mã Lai xen canh bắp và các bạn. Đó, các bạn thấy không? Các anh chị thấy không? Đó, đây là cái ruộng của mình nha. Nhưng mà mình trồng cái này, mình trồng dừa Mã Lai mình lấy ngắn nuôi nuôi dài nha các anh chị em. Rồi các anh chị em cũng theo dõi quay đã quay trở lại kênh YouTube của Ba Phi Miệt Vườn nha. Chiều nay về mình thấy bắp này già gần tới đợt hái rồi. Sẵn mình đi ra thăm ruộng, mình quay chia sẻ cho anh chị em xem. Nè, đây là các anh chị em ơi. Đó, đây là cây dừa của Mã Lai của mình là để coi. Đó, cái này là mình cũng mua từ giống của anh Tý nha các anh chị em. Là bữa nay là mình trồng vừa 6 tháng tuổi nè. Đó mà các anh chị nhìn tỉnh nói chung cũng tỳ cây nha. Đó mà mình trồng xen canh bắp vô nè. Bắp này cũng chuẩn bị bẻ rồi. Có thể là trong vòng 3 4 bữa nay là bẻ râu nó vàng rồi. Coi như là mình trồng mình lấy mình lấy ngắn nó nuôi dài á nha các bạn, anh chị em. Đó, cái mô hình của mình là một clip mình trồng có hai cây dừa nha. Đây một cây. Tại vì nói chung bắp nó che quá mình thấy không 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 rõ nha. Đó. Đây là đó, cái lá đọt nè, nó cũng tương đối là cũng tốt, có cái xung quanh là thanh long, chỉ có một cái ruộng duy nhất của mình là trồng Mã Lai xen bắp thôi. Đó, mình trồng là cách clip clip bỏ clip trồng nha các anh chị em. Cái mô hình của mình trồng nè, giống như các anh chị em thấy không? Đó, đây đây có cây nè, ngay chỗ ngón tay mình chỉ là clip này có cây là có phải không? Đây là tới clip thứ hai là nó không có nha. Đó, tới clip thứ hai các anh chị em nhìn thấy kỹ vô thấy đâu có đâu phải không? Clip thứ ba đây là nó sẽ có một. Đó là một cái mô hình của mình trồng là một clip bỏ clip không. Clip bỏ clip có chứ nó. Đây cây. Ở trong kia cây nữa. Bắp đồ nó che anh, nói chung là cái cây này quá tốt nè. Cây này khác quá các anh chị em. Bắp này bị gì sâu. Đây cũng con cây, cái này nó không có được phát. Bắp này là cũng chuẩn bị thu hoạch rồi nha các anh chị em. Bắp này là mình trồng bắp vàng nha. Mình trồng bắp vàng. Nói chung là nếu mà các anh chị em nào trồng dừa Mã Lai á, trong cái thời gian đầu á mà trồng dừa Mã Lai còn nhỏ vậy nè, mình vẫn trồng xen bắp được nha các anh chị em. Ở đây là mình trồng vậy để mình lấy ngắn mình nuôi dài. Xen bắp vô vẫn bình thường chứ không ảnh hưởng gì tới dừa hết á, từ khi nó lớn kìa, từ khi mà tới dừa trưởng thành nó có trái thì lúc đó mình mới không trồng nữa. Đây thì là đó. Đó, để mình quay những mấy cái dừa hết cho các anh chị xem nha. Đó, đầu cây đằng đây cây. Cây này thì cũng quá 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 tốt cây này. Cây này là có thể năm tới là có trái nha các anh chị em. Để coi. Sao mình trồng hồi nay là 6 tháng, nói chung là cuối năm tới là giờ có thể. Nó cũng phát triển quá lẹ.
Buổi chiều trời đang mưa nữa, trời đang mưa này bắp phải giờ có mấy trái bắp bẻ già già bẻ vô ăn, mà ở này mình không dám bẻ tại vì mà lái tới ngày với vô tự động nó bẻ. Đây là bên đây là thanh long không ở nhà các anh chị em nha, cả nhà đó xung quanh là thanh long không, chỉ có một ruộng của mình à. Chỉ có một ruộng của ba Phi à, là trồng dừa mã lai thôi, xen canh bắp đó. Đám ruộng của mình tới đây là hết rồi, mình quay cái khung cảnh mà nói chung cái bắp nó hơi cao á, mình che nó không có nhìn hết diện tích cái mô hình của trồng dừa của mình. Đó, có mấy cái đây là cũng đầu này cũng có 2 cây nè. Giống này là mình cũng mua từ ở chỗ anh Tý bán dừa nha các anh chị em, là mình mua của anh Tý bán dừa nên rồi mình mới xin mình quay lại cái video mình chia sẻ, ảnh chia sẻ chứ mình cũng không rành về phân thuốc này kia. Nói chung là mình muốn trồng kỹ thuật trồng gì á là mình lên mình hỏi ảnh không à, chứ mình không không có rành. Giống này là nhưng mà mình mua của anh Tý là 40 cây, là trồng là đạt năng suất là chị chết có 2 cây là còn được 39 cây nha các anh chị em. Nói chung cái nó hiệu quả, nó sống sót nó rất là tốt. Oh, con cây nhỏ quá. Rồi tới đây cho ba Phi kết thúc video tại đây nha. Cũng trời cũng mưa. Nếu mà các anh chị em coi thấy hay và thích ủng hộ ba Phi like và subscribe kênh ba Phi nha. Để có thêm động lực chia sẻ về những video dựa tiếp theo.